Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình anh em nhé. Thì chúc mừng tất cả các anh em, đây là giao diện của con game T-Win68 anh em nhé. Thì hôm nay thì mình vẫn sẽ tiếp tục hướng dẫn cho tất cả các anh em về cái cách chơi con game tài xỉu và cũng như là những cái thuật toán công thức mới nhất của con game tài xỉu mà mình hiện tại mình đang áp dụng anh em nhé. Thì về con game này thì mình cũng trải nghiệm như anh em thôi, thì thành ra thì những cái phương pháp chơi của mình này anh em, nó sẽ là những phương pháp của cá nhân mình anh em nhé. Nói chung là những cái kinh nghiệm khi mà mình chơi con game này trong suốt 2 năm qua, và cũng như là tất cả những cái trải nghiệm của mình khi mà mình chơi những con game này như thế nào thì mình hướng dẫn cho anh em thôi. Ok, thì mình sẽ vào luôn con game tài xỉu nha anh em, thì không luyên thuyên nữa ha, thì để xem thử hình cầu nó như thế nào nhá. Hình cầu tối đa của tài là cầu 7 anh em nhá, và tối đa của xỉu là cầu 4, cầu 4, cầu 5 gì đấy anh em ơi, cầu 5 nhá. Ok, anh em sẽ nhìn ở trên cái hình cầu chuỗi anh em nhá, hình cầu dây đấy chứ không phải là hình cầu cột đâu. Và ok, thì hình cầu này đang có vẻ là nó sẽ đi hình cầu là 1-2, 1 xỉu 2 tài, à 1 xỉu 2 tài xong rồi anh em nhé. Như 1 xỉu 2 tài xong rồi, 1 xỉu 2 tài xong rồi à. Tay này khả năng nếu mà nó về xỉu thì mình sẽ đi một tay tài luôn anh em nhé. Ok, tay này nếu mà nó về xỉu như thế này thì mình đi một tay tài anh em nhé. Ok, thì mình sẽ vào cầu tay này sớm sớm một tí, mình vào 3 lít luôn anh em nhá. Hôm nay thì nói chung vốn mình mang vào thì 9 củ anh em ơi. 9 củ 8 thì hôm nay thì mình sẽ lãi lên đâu đó tầm 11 củ luôn, rồi mình sẽ ngưng lãi và mình ao lãi về nhá anh em. Nói chung là một lần như thế thì mình sẽ reset lại tầm đâu đó tầm mười mấy củ là mình sẽ reset lại một lần. Về tầm khoảng 3-4 củ để mình chơi cho nó dễ anh em nhá. Ok chưa? Tay đầu tiên 3 lít anh em nhá. Chốt deal chưa? Thì nói chung thì mình làm về con game này nhưng mà mình không có ý tuyên truyền hay cũng như là khuyến khích anh em. Nói chung là mình chơi đơn giản thôi anh em, mình mình chỉ là người trải nghiệm game và cũng như là mình chia sẻ những cái trải nghiệm của mình thôi, và cũng như là để cho anh em xem video nó giải trí ha. Thì nếu mà anh em nào mà tin tưởng ở mình ấy thì anh em có thể vào chơi áp dụng những công thức của mình, còn nếu như anh em không tin tưởng thì anh em có thể là xem giải trí thôi. Đấy, nói chung là anh em góp cho mình một lượt xem là cũng vui lắm rồi anh em ơi. Ok, tay vừa rồi thì mình vào một tay 2 lít để nhử cầu thôi, xem thử nó có về cầu cầu 1-1 hay không, nhưng mà nó quyết định là không về cầu 1-1, vậy thì mình sẽ vào một tay xỉu 5 lít anh em nhé, xem thử là cầu này nó có đi cầu 2-1 hay không, 2-2 hay không chứ. Đang sợ nó về cầu 2-2 thôi anh em, sợ nó về cầu 2-2 nhé. Còn cầu gấp khúc thì cầu gấp khúc thì xu hướng là cầu đi xuống nè, hai lên và hai xuống, rồi hai lên và hai xuống, vậy thì tay này cho đi lên đi anh em. Tay này cho đi lên thì đánh về tài luôn cho mình. Mình vào một tay 3 lít luôn và mình không đánh về cầu 2-2 nhá. Mình vẫn đánh về cầu 1-2, 1 xỉu 2 tài anh em nhé. Còn nếu nó về cầu 2-2 thì vẫn bình thường thôi. Cầu 2-2 thì mình vẫn sẽ đánh về tài và áp dụng phương pháp đánh gấp anh em nhé. Đấy, nói chung là tay này thì đánh thì sẽ có luôn cả cái đường lui rồi. Đấy, ok. Ví dụ ấy, anh em thấy không? Nó đi lên này, nó đi lên nhưng mà về con 8 thôi. Thì thành ra không sao hết, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đánh về tài thôi. Tài này thì mình đi một tay 6 lít đi. Mình vẫn còn đang lãi mà anh em. Tài này thì tụi nó về tài khá là nhiều, nhưng mà mình đặt vào cầu khá là nhanh. Nói chung mình vào cầu khá là nhanh, thì thành ra là mình sẽ không bị trả tiền lại đâu anh em. Nói chung là không sẽ bị không hoàn trả lại đâu, nên là rất là an tâm nhé. Anh em đặt sớm sớm một tí thì sẽ không bị hoàn trả đâu ha. Ok, thì ở tay này thì mình sẽ đi thêm một tay tài nữa đi anh em ơi. Mình sẽ vào 2 lít trong tay này thôi. Ok chưa anh em, tay này thì về hai tay tài này thì đang về cái cầu 2-2 khá là ấm êm luôn. Và xu hướng là lên 3 rồi, xu hướng là lên 3, vậy thì cầu này mình sẽ cho nó xuống một tay. Mình vào cầu xỉu 3 lít luôn em nhé. Vào cầu xỉu 3 lít như thế này thì mình phải vào sớm một tí anh em nhé. Còn hiện tại thì khả năng là cầu 2-2 mới kết thúc. Cầu 2-2 mới kết thúc 8 cửa thì cầu này anh em đánh về tài cũng được mà đánh về xỉu cũng được, miễn là anh em phải áp dụng kỹ thuật đánh gấp hoặc đánh đứng cho mình nhé. Ok, tay này thì nó về một tay xỉu nữa thì khá là ngon luôn. Ok, thì mình cũng đã làm lên cái lãi là tầm đâu đó 1 củ 3 rồi anh em. Đấy, mình đẩy từ là 9 củ 8 lên 11 củ rồi, hơn 11 củ luôn rồi anh em. Và chắc có lẽ là mình cũng sẽ ngưng video ở đây và ngưng với cái mức lãi này anh em nhé. Nói chung thì tham thôi, chúng ta chơi thì chúng ta phải biết điểm dừng anh em ơi.
Còn nếu mà không biết điểm dừng thì thật sự anh em có mẹo hay cỡ nào, thủ thuật hay cỡ nào, công thức cỡ nào thì anh em cũng chết ha. Ok, thì hẹn gặp lại tất cả các anh em trong video sau nhé. Nếu như anh em thấy công thức của mình nó vô ích và cũng như là nó sẽ giúp cho anh em có thêm nhiều động lực ha, để chúng ta chơi con game này nó trở nên là mức nguồn mượt hơn đấy anh em. Đấy, nói chung chơi hiệu quả hơn thì anh em hãy để lại cho một like, một share, một đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực mình làm tiếp những video hay hơn cho anh em xem nhé. Hẹn gặp lại tất cả các anh em trong video sau nhé.